Em xin chào toàn thể quý cô chú và anh chị yêu lan trên toàn quốc. Chúc các bác một buổi chiều với đầy ắp sức khỏe và nhiều niềm vui nhá. Hôm nay miền Bắc nó mưa quá nên là em cũng xin được lên một cái video để chia sẻ với cô chú anh chị mình những dòng cái địa lan để anh em mình chơi Tết. Những cái dòng địa lan thì hôm nay đã 21 rồi. Thì cố gắng lựa chọn những cái chậu địa lan mà có những cái nụ nó phù hợp để chia sẻ với cô chú anh chị mình. Đấy, thì cũng quay qua qua để các bác ngắm một số tác phẩm mà với những cái giá nó vừa vừa tiền, cô chú anh chị mình được những cái chậu tác phẩm để mình về mình chơi Tết các bạn. Những cái dòng mà lụ cao như thế này này. Thì còn 10 ngày nữa thì kỳ vọng là thời tiết ấm thì là cây nó sẽ nở hoa đúng thời điểm. Đấy, với dự kiến ví dụ như nó chuẩn bị bóc bao như thế này là khả năng cao nụ của nó sẽ sắp bung rồi. Đấy, thì cũng muốn chia sẻ với cô chú anh chị mình những cái dòng địa lan để anh em mình chơi Tết, và cũng mong muốn là được phục vụ cô chú anh chị mình một cách tận tình nhất có thể. Thì cũng các bác cũng xin cho em một like, và bác nào chưa đăng ký kênh ấy, thì cho em xin một đăng ký kênh để em chia sẻ với cô chú anh chị mình những cái dòng địa lan mà chơi Tết. Đặc biệt hôm nay sẽ chia sẻ một cái chậu thiên ngọc. Một cái chậu thiên ngọc mà có lẽ là thiên ngọc nó là một cái dòng mà địa lan rừng Việt Nam mình đẹp bậc nhất, và giá của nó thì cũng cao bậc nhất trong cái địa lan rừng Việt Nam. Tuy nhiên là còn nhiều những cái dòng địa lan nữa mà bông của nó cũng đẹp ngang tầm, và giá nó còn có thể nó đắt hơn. Đấy, thì trước tiên là chia sẻ với cô chú anh chị mình những cái dòng địa lan giá hợp lý đã, để anh em mình sưu tầm chơi Tết cho nó dễ. Đấy, tùy vào cái năng lực tài chính của các bác thế nào thì mình sưu tầm mình chơi Tết như thế. Trước tiên là chia sẻ với cô chú anh chị mình cái hoàng kim bảo này. Đấy, đây là mặt bông của hoàng kim bảo. Thì cái cây hoàng kim bảo này nó có một cái đặc thù rất là hay, hoa nó cũng rất là thơm các bác nhé. Cái ưu điểm của nó là cần bông nó rất là cao. Cần bông của hoàng kim bảo nó có thể lên tới 80, thậm chí là 90 phân, rất cao, vượt tán. Thì với những cái chậu mà nhiều ngồng bông ấy, thì nó đẹp lắm. Đây là mặt hoa nó các bác nhé. Em chia sẻ nhanh đối với lại những cái chậu mà nó gồm có 3 ngồng hoa như thế này. Thì em chia sẻ với các bác là 190.000, 190.000 cho một cái bịch như thế này. Thì cô chú anh chị mình về mình trồng thành một chậu là chơi được rồi, 3 ngồng hoa. Còn nếu cô chú anh chị nào mà mình muốn chơi nhiều hơn một tí thì mình có thể sưu tầm thêm một cái bịch gồm 4 nụ như này. Đây các bác nhìn nụ này, 4 nụ này, 1, 2, 3, 4 nụ này là 220. Đấy, nếu như bác nào sưu tầm là một cái cụm như thế này gồm 4 nụ là 220, còn 3 nụ là 190. Nếu cô chú anh chị mình lấy hai cái cụm này về để mình trồng một chậu thì nó sẽ rơi vào tầm là 401. Thì em lấy 400 cho hai bịch này. Còn nếu cô chú anh chị mình lại lấy tiếp là một cái chậu 4 thân này nữa thì là 4 thân nữa thì tổng nó bằng 11 nụ. 11 nụ thì em chia sẻ với cô chú anh chị là 600.000. Đấy, để cô chú anh chị mình hình dung với cái mức tài chính của mình thế nào thì mình sưu tầm như thế. Cũng em cũng xin được nói lại một chút để các bác có thể sưu tầm cho nó dễ này. Với những cái cụm mà có 3 nụ thì em chia sẻ là 190, 4 nụ là 220. Còn nếu cô chú anh chị mình gộp vào 1 3 nụ, 1 4 nụ thì là em lấy 400, mà gộp vào là hai cái 4 nụ, một cái 3 nụ, tổng là 11 nụ là em lấy 600. Để cô chú anh chị mình lựa chọn cho nó phù hợp. Đấy, hoặc là nếu như mà cô chú anh chị mình
mà sưu tầm những cái chậu. Ví dụ chậu này ấy, là có 9 nụ này. 9 nụ. Em đã lên chậu rất là đẹp rồi. Lên rất là đẹp rồi. Nó gồm có gồm cả chậu này. Đấy, các bác chỉ về mình tưới nước thôi. Đấy, để mình chơi Tết thôi. Ngầm ngũ nụ nó rất là cao rồi nhá. Thì một cái chậu to như thế này, 9 nụ, em chia sẻ với các bác là cả cây cả chậu là 680.000. Còn đây, chậu cũng một cái hoàng kim bảo nữa, nhưng mà chậu này tới 11 nụ cơ. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đây anh em mình có một cái đôn mình đặt lên chậu này. Đấy, để một góc nhà nhá. Thì đẹp mê ly luôn, thôi rồi luôn. Và dòng này cũng rất thơm các bác nhá. Thì với những cái chậu mà tới 11 nụ như thế này thì chia sẻ với cô chú anh chị mình là 750.000. 750.000. Thực tế thì nhà em còn có khoảng tầm 4-5 chậu nữa thôi. Và cũng bán trong ngày nay và ngày mai. Chắc là 2 ngày nữa sau đó là em nghỉ Tết. Cô chú anh chị nào có nhu cầu ấy thì mình cố gắng là liên hệ với nhà em sớm hơn một chút. Bởi vì nghỉ Tết rồi, cũng việc vận chuyển nó rất là khó khăn các bạn. Tiếp theo này, một cái có một chậu duy nhất nhé. Một chậu duy nhất về cái bông đối với lại thanh ngọc lá biên. Và đặc biệt là đây có rất là nhiều lá phát tài nhá. Đã thanh ngọc nó quý rồi. Đây các bạn nhìn đấy. Chậu của nó nếu mà được nhiều ngồng này, ngồng nó cao không? Vượt tán rất là nhiều nhá. Thanh ngọc lá biên. Đấy, lá đã biên rồi, nó còn phát tài. Đấy, các bạn nhìn này, đấy. Và rất là có hai nụ. À, chậu này phu thê các bạn, hai nụ. Hai nụ. Rất cao đẹp mà bông nó đẹp lắm, thanh ngọc thì nó thơm, rất là thơm nhá. Thì một cái chậu như thế này. Đây các bác nhìn là nếu mà mình đặt ở một góc nhà hoặc là gần tủ bàn trà thì đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, vừa thân thủ đẹp, ngồng bông đẹp mà lại được chậu đẹp. Đấy, cả cây cả chậu thì chia sẻ với cô chú anh chị mình cái chậu thanh ngọc này là 680.000 lộc phát nhá. Đấy, đó là cái chậu này em thấy rất là nghệ thuật luôn. Thân lá đẹp, dựng và cũng có cái độ võng. Trong đó là có những cái lá phát tài. Đấy, thu lộc, thu tài về nhà các bác ạ. Đầu năm năm mới mà. Một cái bông này thì chắc là lở chuẩn đét Tết này. Đấy. Bên cạnh đấy thì hôm nay mới lên một cái mặt bông. Có lẽ là thiên ngọc. Nó là bông rừng Việt Nam. Bông này thì rất nhiều cô chú anh chị mình cũng đã biết đến cái dòng hoa này. Có thể nói là ước mơ của rất là nhiều anh em chơi địa lan. Tuy nhiên là cái giá thành của nó cũng có phần còn cao, cho nên là không phải ai cũng sưu tầm được. Đặc biệt là nó lại đang có nụ. Thiên ngọc thì mấy vườn có nụ đâu. Toàn mua cây sau đó là cứ người nọ bán cho người kia ấy. Còn mấy khi mà được mua được những cái chậu thiên ngọc này có hoa đâu. Thì em có một cái chậu thiên ngọc này. Đấy, thiên ngọc có hai thân các bác nhá. Có hai thân, đặc biệt là nó có một cái lụ để anh em mình chơi Tết. Đấy, ngày Tết mà có một cái chậu thiên ngọc thì em nghĩ là nó quá đẳng cấp rồi. Đấy, nó là hàng gọi là top đầu của Việt Nam mình đối với này, kể cả về hoa, rồi thân lá, rồi về giá. Số lượng giống thiên ngọc thì nó rất là ít. Cũng bác nào mà có nhu cầu những cái dòng này em cũng báo giá luôn. Để canh cái chị mình có thể là mình hoan hỉ, mình đầu tư một quả. Đầu tư. Có lẽ nếu như mà các bác mà đây, các bác mà mua cái thiên ngọc này về ấy, thì cả huyện may ra thì có được bác thứ hai nhưng khó lắm. Khó lắm, ít người có thiên ngọc có hoa. Thì cả một cái chậu. Chậu này nhá, em quy cách của nó gồm có hai thân, một nụ và mầm nó thì nhiều. Chậu này là 8,6 triệu các bác nhá. Đấy, 8,6 triệu. Đấy, em nói lại nhá. Đấy, không có canh cho chị nghe rõ. 8,6 triệu thiên ngọc các bác nhá. Đấy, dòng này thì để có nụ thì chắc là ít anh chị em mình có. Kể cả các anh các chị xem trên các nền tảng rồi Facebook, YouTube
cũng có mấy khi anh em trưng được bán được cái dòng mà nó có lụ đâu như này đâu, không có đâu các bạn, bởi vì giống nó ít và giá trị nó cao, cái người chơi sưu tầm được thì nó cũng hiếm. Thì cũng chia sẻ để các bác có nhu cầu thì alo em. Tiếp theo, đây cũng là một cái dòng mà chơi rất đẹp về thân lá cho tới hoa. Thì chậu này cũng rất là hay một cái như này này. Cái ngồng hoa này anh em mình sẽ được chơi từ giờ đến Tết. Nhưng mà đến Tết rồi những cái nụ này vẫn tiếp tục nở. Vẫn tiếp tục nở các bác nhé. Ngoài ra đây là cái nụ này này, chuẩn bị chớm nở. Đấy, và nụ này thì Tết nở, tóm lại nó đến Tết anh em mình ba nụ này anh em mình vẫn chơi một cách bình thường. Chơi một cách bình thường. Đây là Triều Châu Tố Hà các bác nhá. Đấy, thì mặt bông các bác nhìn luôn đây. Khỏi phải lấy hình ảnh nha. Bông, bông rất là bầu và cánh sen. Thì các bác nào mà có những cái nhu cầu những cái chậu Triều Châu Tố Hà ấy thì alo em, các bác muốn lên 2 thân, 3 thân khoảng bao nhiêu hoa, bao nhiêu thân thì báo em. Em sẽ lên chậu cho các bác. Đấy, đặc biệt nữa là hôm nay em mới mời các cụ ngắm một cái mặt bông mà số lượng nhà em có được. Đây, nó là cái dòng Ngọc Phỉ Thúy. Các bác xem đổ thạch ấy thì người ta mà ra được cái Ngọc Phỉ Thúy này là người ta rất gọi là trúng đấy. Thì đây nó có một cái bông. Thì em cũng có trao đổi là tại sao nó để gọi là Ngọc Phỉ Thúy. Nó có nhiều tên. Nhưng mà khi mà đổ thạch ấy mà người ta ra được một cái màu bông mà màu vàng hoặc là màu xanh nhạt, mà bên trong nó có những cái sọc xanh đậm như này thì người ta gọi là siêu phẩm Phỉ Thúy. Thì em cũng tìm hiểu thôi. Thì cái này nó là hàng mới. Và cũng nếu bác nào có nhu cầu thì riêng hàng này phải điện trực tiếp cho em. Thực tế thì em có được hơn chục thân gì đấy. Thì gom góp. Nó là một cái hàng mà rất đặc sắc. Theo đánh giá của em là cực kỳ đẹp. Bác nào có nhu cầu cái mặt bông này thì có thể alo cho em. Đấy, Zalo 0912408397. Bác nào chưa đăng ký kênh ấy, thì cho em xin một nút đăng ký kênh, cho em xin một like. Thì sau cái đợt bán hàng này em sẽ lên các video hướng dẫn kênh chị em mình, từ việc là mình chăm sóc cái địa lan khi đang nụ như thế nào, rồi sau khi anh em mình chơi hoa xong thì nó sẽ lên hoa ấy, nó sẽ ngắt bông như nào, ngắt nụ như nào đúng cách để mình chăm, mình thuần cái cây ấy, như thế nào để cho cây nó khỏe, để sau đó khi mình trồng là cây nó phát triển một cách tốt nhất. Thì kênh các chị đăng ký kênh nhé. Em rất là cảm ơn cô chú anh chị mình đã like và đã bình luận, đã chấm bài cho em. Xin rất là cảm ơn các bác. Em xin phép được dừng video tại đây.